Thưa quý vị, chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng là một trong các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được diễn ra hàng năm. Qua các hoạt động của các chiến dịch đã khắc họa và ghi dấu ấn tinh thần tình nguyện tuổi trẻ Cao Bằng, mang lại những giá trị nhân văn cho cộng đồng, góp phần làm đẹp cho quê hương, đất nước. Tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, công trình nhà nhân ái, công trình thắp sáng đường quê là những công trình phần việc nổi bật bằng dấu ấn của đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên công nhân và lao động trẻ trong chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng năm 2024 tại xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh. Bị tai biến đã gần 5 năm nay, ông Vi Văn Giáo đã đi qua nhiều bệnh viện ở tuyến huyện, tuyến tỉnh để điều trị. Nghe tin có đoàn y bác sĩ ở Trung ương đến khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Ông Vi Văn Giáo và những người cao tuổi khác ở xóm Tân Lập đã đến địa điểm tập trung từ sáng sớm. Tôi bị tai biến đã lâu rồi. Hôm nay nghe ở đây có chương trình khám miễn phí. Dù chống gậy, tôi vẫn phải đến đây để nhờ các cháu ở Trung ương khám cho. Vượt mấy trăm cây số, đoàn thiện nguyện chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng đã có mặt tại tỉnh Cao Bằng. Nhiều đoàn viên lần đầu được đến với mảnh đất địa đầu của Tổ quốc, mang trong mình nhiều cảm xúc cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bóng áo blue của các y bác sĩ hòa cùng màu áo xanh thiện nguyện của các đoàn viên thanh niên đã tạo nên những hình ảnh đẹp tại chiến dịch. Hàng năm thì Bộ Y tế đều tổ chức hàng tháng, hàng năm đều tổ chức các đoàn khám thiện nguyện. Tất cả các chương trình của đoàn thanh niên Bộ Y tế đều tập trung. Thứ nhất là chia sẻ những cái khó khăn đối với bà con ở vùng sâu vùng xa, đưa gọi là những chương trình khám chữa bệnh cơ bản nhất để nâng cao y tế cơ sở ở tất cả các địa phương. Và tâm thế của tất cả anh em y bác sĩ là đều là cống hiến cho bà con, dù có xa ở đâu là cũng cống hiến. Con đường nối đến trung tâm xã Trung Phúc được lắp thêm những bóng đèn năng lượng mặt trời qua công trình thắp sáng đường quê với gần 40 đèn. Để thực hiện công trình này, các tổ chức đoàn đã phối hợp vận động kinh phí từ đoàn viên, thanh niên, phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương, huy động nguồn lực thực hiện các nội dung, lắp đặt cột đèn, lắp bóng đèn, kéo đường điện. Tại chiến dịch, 2.000 con gà giống, 1 tấn thức ăn chăn nuôi, 6.000 trứng gà được trao tặng cho bà con nhân dân. 30 thùng rác bảo vệ môi trường, một lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà và sử dụng chế phẩm sinh học, khởi công xây dựng công trình nhà nhân ái cho gia đình anh Đinh Ích Biên, xóm Ngưỡng Đông. Những công trình đã mang lại ý nghĩa, lợi ích thiết thực đối với cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân và thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ còn thể hiện qua việc chung tay vì cộng đồng khi các phần việc hướng đến các em thiếu nhi, những mầm non tương lai của đất nước. Kỳ Nghỉ Hồng 2024 tại Cao Bằng đã dành tặng 40 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình của thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đi làm ăn xa. Đoàn khối các cơ quan trung ương và tỉnh đoàn Cao Bằng tặng 30 suất học bổng và sữa cho các em học sinh vượt khó, học tốt trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tặng 100 tài khoản đọc sách online, 3.266 cuốn sách tham khảo cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, 2 đèn học thông minh, một phòng học cho thiếu nhi tại trường mầm non thôn Khâu Dựa, xã Cần Nông, huyện Hà Quảng. 50 suất học bổng tiếng Anh. Đặc biệt, Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel trao tặng chương trình tư vấn, khám tim cho 1.000 thiếu nhi và phẫu thuật tim cho 100 thiếu nhi, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2024 tại thành phố Cao Bằng. Các em học sinh có mặt tại lễ ra quân đã được các đoàn viên công an tỉnh Cao Bằng trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em và các kỹ năng ứng phó với tình huống nguy hiểm cho thanh thiếu nhi. Chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng có sự tham gia của hàng trăm đoàn viên thanh niên Trung ương Đoàn và đoàn thanh niên các đơn vị Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Ủy ban Dân tộc. Chiến dịch là phương thức hoạt động tình nguyện nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động trẻ, vận dụng chuyên môn nghiệp vụ để tham gia các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng. Đây là môi trường thực tiễn phong phú, sinh động cho hàng trăm ngàn đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức, công nhân,
người lao động trẻ trên cả nước, rèn luyện bản lĩnh, nhận thức và hành động, dấn thân đảm nhận những phần việc khó khăn để cống hiến sức trẻ cho cộng đồng trong thời gian qua. Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng cấp trung ương năm 2024 tại Cao Bằng có tổng giá trị nguồn lực là 6,5 tỷ đồng, góp phần chung tay hỗ trợ bà con nhân dân khó khăn trên địa bàn tỉnh với nhiều phần việc công trình ý nghĩa. Và cứ thế, sức trẻ của đoàn viên thanh niên đã thể hiện giữa thực tiễn đời sống bằng những hình ảnh đẹp và việc làm đầy trách nhiệm, tình nghĩa. Kế hoạch này chúng tôi cũng đã lên từ đầu năm 2023 và nó cũng có một cái ý nghĩa đặc biệt. Năm nay cái là năm mà kỷ niệm 80 năm thành lập quân đội, nên đoàn khối các cơ quan trung ương xác định rằng là chúng tôi muốn về với Cao Bằng là quê hương của cách mạng, nơi mà Bác Hồ đã trở lại đất nước ta sau 30 năm bôn ba. Và qua đó, qua các công trình thanh niên cũng là một cách để giáo dục về truyền thống và lòng yêu nước cho các bạn đoàn viên thanh niên của khối. Mỗi công trình, phần việc mang tên thanh niên, dù lớn hay nhỏ đều chứa đựng nhiệt huyết, thể hiện sự sáng tạo, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đã và đang phát huy hiệu quả trong đời sống của người dân. Những công trình ý nghĩa, việc làm đầy trách nhiệm, nghĩa tình được đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh thực hiện bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết, xung kích vì cộng đồng. Màu áo xanh thanh niên có mặt trên khắp các lĩnh vực, hòa lẫn với màu xanh của núi rừng, tô điểm thêm cho quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.